Trao đổi với phóng viên chào buổi tối thì một số chuyên gia sản phụ khoa cho biết là trong môi trường dịch âm đạo của các bé gái thì chỉ có tế bào và vi trùng, trong đó tế bào phải là hoàn toàn của bé gái đó, và sự xuất hiện của tế bào lạ có thể là do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do tác động khi mà cha mẹ tắm rửa quá kỹ vùng kín của trẻ thì cũng có thể khiến tế bào dính vào, hoặc là bé tự đụng vào vùng kín mà trên tay lại có tế bào lạ, và khả năng thứ ba là bị ngã mà trên mặt tiếp xúc có sẵn những tế bào lạ đó, nghĩa là phải có tác động từ bên ngoài chứ cũng chưa thể xác định là nó là của ai. Vâng, và theo một cán bộ của Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Bộ Công an, thì trong việc điều tra các vụ ấu dâm, việc phát hiện ra tế bào nam trong dịch âm đạo hoặc là trong cơ quan sinh dục của nạn nhân là điều rất có ý nghĩa. Nó chứng minh rằng đã có sự xâm nhập, có thể là tế bào biểu bì hoặc là tinh trùng trong trường hợp có xuất tinh. Từ đó thì có thể xác định được ADN và đối chiếu so sánh với kẻ bị tình nghi. Tuy nhiên thì chứng cứ này cũng không hoàn toàn là có thể giúp ích nhiều cho các nhà điều tra, bởi vì nó phụ thuộc vào chất lượng hơn là số lượng của tế bào thu được. Chất lượng đó lại phụ thuộc vào mức độ và sự va chạm giữa hung thủ và nạn nhân. Và đôi khi thì thu được nhiều tế bào nam thì cũng không có giá trị gì. Ngoài ra, những chia sẻ sau đây từ một cán bộ pháp y sẽ cho thấy là vì sao việc tìm chứng cứ trong các vụ xâm hại trẻ em lại khó khăn đến như vậy. Các cái vụ dâm ô thì các cái dấu vết trên thân thể các cháu là nó rất ít, đúng không ạ? Cho nên rằng là khi mà đến giám định thì cái sự phát hiện các cái dấu vết nhiều khi là gặp nhiều khó khăn, thậm chí nhiều khi nó không có một cái dấu vết gì. Thế và một phần trong cái nguyên nhân là tại sao lại ít dấu vết ấy, thì cái chính nữa là các cái bậc phụ huynh ấy, sau khi mà phát hiện ra sự việc thì đã không kịp thời đưa con tới những cái chỗ giám định cần thiết để mà có thể thu nhận được các cái dấu vết, tìm kiếm thu nhận. Và đồng thời là một số những cái dấu vết mà gia đình phát hiện ra thì cũng có thể là bị tiêu hủy một cách vô tình, chẳng hạn như là các dấu vết ở trên quần áo của cháu khi mà nó xảy ra cái hiện tượng xâm hại tình dục ấy, thì đã được gia đình giặt chỗ rồi, thì sau đó thì về thậm chí trên cơ thể các cháu nó bám dính những cái dấu vết thì lại được gia đình tắm rửa, đúng không ạ? Thì những cái dấu vết ấy sau này nó sẽ không còn nữa khi mà các cháu đến giám định.